Đây các bạn tới cái thác điểm chính này nè bạn. Wow, cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Okay, các bạn, chỗ này cũng khá là đẹp nha các bạn. Nước từ trên thác chảy xuống ha. Rồi, mình quay cho các bạn xem nè. Ok các bạn, mình bước ra khỏi đường một chút đây ha. Mình quay cái view này cực kỳ đẹp ha. Đây, mình quay cho các bạn xem ha. Đây, ở đây có thêm một cái cầu nữa ha các bạn ha. Mà nó dài hơn cầu nãy ha. Nè, các bạn thấy không? Từ dưới mặt đất. Đây các bạn ơi, cho các bạn xem cái view tổng thể này ha. Wow, khá là đẹp nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Mình đã tới thác Kuansi rồi các bạn. Mình đọc ở trên Google là Kuansi ha. Còn người dân Lào ở đây người ta gọi tên thác này cái gì mình không biết ha. Để họ mình đi hỏi ha các bạn ha. Thác Kuansi này cách cố đô Luang Prabang khoảng 26 km nha các bạn. Các bạn đi từ Luang Prabang tới thác thì khoảng tầm 50 phút đó các bạn. Các bạn đi xe máy nhớ cẩn thận nha. Đường rất là quanh co lên đèo xưa rồi xua xuống đèo, có những cái góc cua khuất nữa các bạn. Cho nên các bạn nhớ đi cẩn thận nha. Đường cũng cực kỳ xấu ha, ổ gà đồ này nọ hết. Nên các bạn đi nhớ cẩn thận. Ok, thác này là gọi là thác đẹp nhất ở Luang Prabang này ha các bạn ha. Mình nghe nói là thác có nước trong xanh ngọc lục ha. Chứ biết sao nữa. Để mình vô thử coi sao ha. Để mình vô mình mua vé coi giá vé người nước ngoài bao nhiêu mà người địa phương bao nhiêu thôi các bạn ha. Theo mình quan sát là có xe điện chở vô chở mình đi vô trong phía trong sâu châu trong á, để không biết nữa, từ từ để mình vô mình hỏi cái rồi mình sẽ review mình nói cho các bạn xem ha. Ok, đi theo chân mình các bạn. Chứ cổng vào mua vé thì cũng có bán thức ăn đồ uống đầy đủ hơn các bạn ha. Cũng có bán quần áo truyền thống đồ lưu niệm nữa. Ở đây mình thấy có bé này đập cái hạt này là hạt, mình biết hạt gì ha. Các bạn nào biết thì comment ở dưới cho các bạn biết ha. Chắc mình nghĩ đây là giống như hạt vẽ của đây. Mình thấy chị này cũng đập ha. Mình mới vừa coi xong tư liệu ở trên mạng các bạn. Hạt này là hạt sa chi ha. Hạt này có nguồn gốc từ Nam Mỹ ha các bạn ha. Đây, hạt sa chi ha. Đây. Hạt này có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội luôn nha các bạn. Mình mới vừa mua cái hạt đó các bạn. Thì ra là các bạn đập vỏ ra nha, mà nó còn cái mà trắng trắng á là chưa có gọi là ăn được, nhưng mà cái đó gọi là còn sống á. Các bạn phải ghen lên giống như vậy nè. Đây các bạn ha, ghen lên thì nó sẽ thành cái màu vàng như vậy nè ha. Ghen bằng dầu thôi các bạn ha. Mình mới vừa ăn thử rồi cũng khá là ngon á. Nó bùi bùi, nó chắc ghen nó người ta họ có bỏ muối vào á, hơi mặn mặn tí xíu, nhưng mà ăn nó bùi bùi, nó béo béo các bạn. Khá là ngon á, ăn dạng giống như cái hạt dẻ vậy các bạn ơi. Thế lạ ha, mình mua ở nhiêu đây là 25.000 kiếp nha các bạn. Đây cũng bán đồ dài xuống mức dưới kia luôn ha. Còn chỗ mua vé là chỗ này ha, đông lắm mọi người ơi. Họ đi lên thác đông lắm. Đây, chỗ mua vé là chỗ này nè mọi người. Để mình vô mình quay. Người địa phương là 20.000 kiếp, còn người nước ngoài là 60.000 kiếp nha các bạn. Mở cửa từ 5 giờ sáng đến mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều nha mọi người. 8 giờ, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Người nước ngoài 60.000 kiếp mọi người ơi.
má cấp 3 là người địa phương ha. Ok các bạn, mình đã vô rồi ha. Đông vãi luôn các bạn ơi, đông quá trời đông luôn. Đi lên hát không mà cũng đông dữ luôn. Trời ơi, cho các bạn xem. Đứng xếp hàng, đứng đợi để đi xe điện lên trên hát đó các bạn. Trời, đông kinh khủng. Cho em dưới 120m là được free nha các bạn, được miễn phí nha, được miễn phí vào cổng nha. Dưới 120m. Còn người lớn thì trên, thì người nước ngoài 60.000 kiếp, còn người địa phương 20.000 kiếp. Hay xe điện của mình chuẩn bị đi lên tháp nè mọi người. Giờ phải đứng đợi nữa. Ok các bạn, mình tới cái cổng vào của lên tháp ha. Từ ngoài mà chỗ cái cổng mà bán vé mà đi vào trong cái tháp này khá là xa đó các bạn. Cũng đâu đó 2 cây số á. 2 km đó các bạn. Ở ngoài cổng, ngoài đây cũng có buôn bán đồ này nọ ha. Cũng bán trái cây, nón, mũ, quần áo, đồ lưu niệm, mắt kiến đồ này nọ ha các bạn ha. Đây có đầy đủ hết. Mấy góc bên kia cũng có nữa nè các bạn. Khách khá là đông luôn á các bạn. Cái khách đi thác đông cực kỳ đông luôn. Nội đứng chờ đi xe điện không cũng đông nữa. Đi đứng đợi đi xe điện cũng khoảng 15 phút đó các bạn. Đông lắm. Đây cũng bán trái cây nè các bạn. Bán bánh snack đồ này nọ đầy đủ hết. Hiện tại ở thác Quan Si này nóng cực kỳ nóng rồi các bạn ha. Đây các bạn biết mấy cái giỏ này là giỏ gì không? Giỏ để đựng nếp, để giữ ấm, giữ nóng. Đây là quạt ha, quạt tay. Còn mấy cái giỏ bằng lát đó là để giữ nếp cho nó nóng. Đây bán đồ. Ok, để mình coi lối vào thác là chỗ nào ha. À, lối bên này nè các bạn. Còn mấy bên đây thì cũng gian hàng kinh doanh buôn bán rồi nọ ha. Ok, lối này lối đi vào thác nè mọi người. Đây các bạn. Đây lối đi vào thác là lối này ha các bạn. Đây lối vào là lối này ha. Ok để mình đi vào trong nha mọi người ha. Các bạn, lối vào á thì có một cái lối đường chính lên thác thì nó dốc ha. Đi thì vậy các bạn nào muốn khỏe thì mình đi bên lối bên phải, đường nó bằng phẳng thì dễ đi các bạn ha. Để mình cho các bạn cây cổ thụ. Gốc to quá trời. Đi từ cổng vô các bạn quẹo phải đi thì cái đường nó bằng phẳng đi đỡ mới mệt hơn ha. Còn đi đường chính á là đường lên dốc ha mọi người ha. Ok, giờ mình đi cái đường bên phải thì hồi nữa mình qua mình đi về cái đường chính This Way Waterfall thì sẽ đi nó khỏe hơn ha. Tại vì mình đi từ trên cao mình đổ dốc xuống nó khỏe hơn, nó đỡ mới mệt hơn các bạn ha. Bởi vì ý kiến của mình thì mình từ ngoài cổng vào các bạn đi quẹo phải, đi cái đường bằng phẳng ha, cho nó khỏe. Ở lúc mình đi về á thì mình đi cái đường chính đổ dốc từ trên cao xuống đỡ với mệt ha. Ok
Đây các bạn, gấu này ha. Đây bên kia nè. Oh my god, they're fighting. Trời ơi. Bọn chúng chuẩn bị đánh nhau rồi. Hung dữ ghê các bạn. Trời ơi, người ta đâu có làm gì đâu. Đã làm gì đâu. Hung dữ dễ sợ. À nãy trời trên đường đi vào á thì mình sẽ tham quan mấy cái chuồng của gấu ha, gấu đen ha, gấu tất cả loại gấu của tất cả các nước Lào, Trung Quốc, Sinh, Hàn Quốc đồ này nọ đầy đủ ha. Giờ tới đây là một cái forest khu rừng ha các bạn ha, những cây cổ thụ cao nè. Vậy cho các bạn xem nè, từ ngoài vào. Cây cổ thụ gốc khoảng mấy người tròn tay lại ôm đó nha các bạn. Gốc lớn lắm. Vào trong đây mát lắm mọi người. Mát cực kỳ mát luôn. Nãy đi ngoài đường nóng, cực kỳ nóng luôn. Bây giờ vô đây thấy cảm giác là gần gũi lại thiên nhiên hơn luôn á. Mát. Not just any old plant. Ok. Rồi chuẩn bị tới thác ha các bạn ha. Để mình đi một vòng mình quay cái khu rừng cây cổ thụ này cho các bạn xem trước đó. Wow, wow, đẹp lắm các bạn ơi. Đúng là nước trong xanh như lời đồn thôi các bạn ha. Xanh như là ngọc lục luôn. Wow. Để mình đưa cây xa tí cho các bạn xem ha. Wow. Đây các bạn. Đây nước từ những thác đang đổ xuống nè các bạn ha. Đây mình đưa ra xa cho các bạn xem nè, nước trong các bạn. Ở đây mà các bạn có thể tắm được nha. Mình thấy ở đây là không có cho thuê đồ bơi, mà chắc anh nghĩ là mình phải đem theo đồ bơi để tắm được nha các bạn. Mình thấy hồi nãy mình đi vô đây đâu có thấy cho thuê đồ bơi, đâu có bán đồ bơi gì đâu. Rồi đây là đối diện cái thác là nước từ trên cao đổ xuống ha các bạn ha. Oh my god, ở đây hình như mình thấy là không ai tắm luôn á, sao mà có bé này tự nhiên xuống tắm ta, người ta cho không trời, không hiểu rồi ha. Chứ mình thấy là ở đây từ nãy giờ có một mình bà chị này tắm thôi chứ đâu có ai đâu. Okay, cho các bạn xem một góc này ha. Nước khá là trong luôn đó các bạn. Ok cho các bạn xem ha. Có một góc view này khá là đẹp ha. Bước ra khỏi được một chút đây ha, mình quay cái view này cực kỳ đẹp ha. Đây mình quay cho các bạn xem ha. À ở đây tắm được ha các bạn ha. Nhưng mà trên đây là nhiều người tắm hơn ở dưới ha. Tại đây mình thấy nước ở trong nó sạch hơn ở dưới. Ở dưới có một chút xíu gác. Ok, đây mình sẽ quay ngồi xuống dưới đây ha. Dạ mình đây ha các bạn ha. Rồi cho các bạn xem nước trong khá là đẹp luôn.
hèn chi khách lượng khách lên đây đông, cực kỳ đông. Đây mình có thể đi bộ lên trên cái thác được nè các bạn. Các bạn thấy không? Nhưng mà nó cũng không có trơn gì mấy các bạn ơi. Nhưng mà các bạn nhớ mang giày, mang dép có gai đi là được ha. Khá là đẹp đó các bạn. Đây. Rồi cho các bạn xem. Cho các bạn xem khúc thác chảy xuống này. Còn ở đây là mé góc bên đây là dưới này các bạn thấy không? Ok, giờ mình tiến lên. Sorry. Đây. Có thể lên trên đây luôn ha các bạn ha. Đây. Khá là xiết ha các bạn ha. Wow. Để khá là xiết luôn á các bạn. À, các bạn xem ha. Đây quay ngược lại phía bên đây cho các bạn xem ha. Rồi cái suối này, cái thác này dài lắm nha các bạn. Mình lên tới đây nè các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Nước trong cực kỳ trong luôn ha các bạn ha. Nó dài lên mút tới trên kia luôn ha các bạn ha. Đằng ở dưới kia có một cái view chụp hình đẹp lắm các bạn. Mà mấy bạn Tây thấy đứng mé bên này người ta canh chụp hình quá trời mà mấy bạn không có ý thức gì hết trơn, cứ trèo lên cái chỗ mà view chụp hình đẹp. Cứ trèo khuất hết. Ok các bạn, cho các bạn xem. Rồi đi lên đây ha các bạn, còn mé ở trên đây nữa, còn khúc trên đây. Khách đông lắm mọi người ơi. Đây mình đang đi qua cầu các bạn ha. Đây cho các bạn xem ha. Từ ở dưới mà dưới thác lên trên đây cũng dài lắm nha mọi người. Wow, trên đây luôn. Trên đây cũng có người tắm mà trên đây cũng khá là đẹp đó các bạn. Đây các bạn. Ok, để mình tiến sâu vô trong kia nha các bạn. Đợi bạn chút xíu. Đây mình tiến ra ngoài cái chỗ cái giữa này các bạn ha, nhìn đẹp nè các bạn. Đây mình cho các bạn xem ha. Khá là đẹp đó các bạn. Ok, mình bước qua mé bên đây chút xíu nữa không các bạn ha. Thì lúc đầu mình ở dưới chân thác là mình nhìn là mình thấy là chỉ có wow thôi các bạn. Đây cho các bạn nhìn lại đằng góc đằng kia xa ha. Đằng kia các bạn thấy không? Thác nước chuyện kia đổ xuống không? Ok các bạn, chỗ này cũng khá là đẹp các bạn. Nước từ trên thác chảy xuống ha. Rồi. Mình quay cho các bạn xem nè. Mình nghĩ là nó còn lên trên nữa các bạn, còn dài lắm chứ chưa dừng ở lại đây đâu. Ok, mình đi theo chân mình các bạn ơi. Mình chích mê chích mệt cái thác này luôn các bạn.
Rồi ok, đi theo mình lên trên tầng các quý vị Trung Quốc đông quá trời đông luôn. Mà đa số người lớn tuổi là nhiều ha các bạn ha. Mà đúng rồi. Người lớn tuổi họ thích đi du lịch Lào các bạn. Tại vì các bạn biết sao không? Ở nơi đây là một nơi giống như yên tĩnh để dành cho chữa lành, để cho mấy người lớn tuổi chữa lành đó các bạn. Đây. Đây các bạn. Cộng dài qua mút bên kia nữa nha bạn. Tính ra cái thác này dài lắm nha, chứ không có ngắn đâu nha. Mình tính ra chắc từ dưới lên đây dài cũng cỡ gần cây số rồi đó các bạn. Đây mình cho các bạn xem ha. Nước cực kỳ trong luôn. Ok, đi theo mình. Nếu các bạn nào muốn mà tránh xô bồ ở thành thị yên tĩnh đó, thì cứ qua Lào ha, du lịch nha các bạn. Ở đây cuộc sống ở người Lào rất là yên tĩnh, họ sống một cách gọi là sao ta, cứ chậm chậm, không có gì mà phải vội, mà không có gì mà để hấp tấp đó các bạn. Đây cho các bạn xem cái view này từ dưới lên khá là đẹp luôn các bạn. À, bạn thấy không, từ nước từ trên thác nó đổ xuống đẹp đâu có thua gì mấy cái thác ở Trung Quốc đâu không các bạn. Ok, đi theo chân mình, cũng còn khá là dài á. Còn giới trẻ mà hướng ngoại ha, thì chắc không nên đi du lịch Lào đâu ha, khá là buồn ha các bạn ha. Ok các bạn, mình tới cái điểm cuối cùng của thác rồi nè các bạn. Rồi mình ghi hình cho các bạn xem nha, cực kỳ đẹp luôn các bạn, không thể nào diễn tả nổi. Đây cho các bạn xem nè, khá là đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn lên trên nè. Wow. Nước vẫn trong như ở dưới luôn nha các bạn ha. Rồi các bạn kêu qua bên đây ha. Qua bên đây. Ok các bạn, chỗ này cũng khá là đẹp ha. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Các bạn nhớ nha, ở trên đây là không được tắm nha. Đây nè, có bảng cấm ở đây nè các bạn. Rồi mình chuẩn bị tiến lại gần điểm chính ha, là cái thác to thật là to, từ trên núi đổ chảy xuống ha các bạn ha. Đây cho các bạn xem nè. Điểm này là điểm chính nha các bạn. Rồi đây các bạn, khá là đẹp ha. Rồi một mấy góc bên đây nữa nha mọi người. Đây các bạn, đây để mình quay dưới đây hết xong hết rồi mình sẽ lại cái điểm chính mình quay cho các bạn xem ha. Ok nha các bạn. Wow. Rồi này, sẵn mình cho các bạn xem luôn ha, cái đây cái tháp điểm chính. Từ từ mình sẽ lại gần hơn ha. Okay. Đây các bạn.
đây là điểm chính nha các bạn ha. Đây các bạn tới cái thác điểm chính này nè bạn. Wow, cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. À, mình nhìn là từ ở trên cao mà nước trên thác đổ xuống đó. Cái này từ chắc mình đón khoảng là 150m ha các bạn ha, từ trên cao đổ xuống. Wow, nước từ trên thác đổ xuống mà mình đứng ở đây cách xa khoảng 40m là 50m mà nước vẫn dạng như giống như mưa phùn vậy, nó bay vô mặt mát lắm các bạn. Ok, để cho quý vị Trung Quốc chụp hình cho mình đi qua ha. Ok, mình đi qua các bạn. Wow, mát. Đứng gần cái thác mà nước nó xuống mà phùng, mưa giống như mưa phùng vậy. Đã lắm mọi người ơi. À, mình nghĩ đây là điểm chính á, mọi người mong đợi nhất là ở đây nè. Cực kỳ đẹp luôn ha các bạn ơi. Thác nước chảy xuống nó lâu năm nó gắn kết lại thành một cái nhũ luôn ha các bạn ơi. Các bạn thấy không, mấy trắng trắng không, cực kỳ đẹp. Đúng là bỏ 60.000 kiếp vào trong đây là đáng đồng tiền ha các bạn ha. Với lại mình đi xa từ Luang Prabang đi đến đây là khoảng 26 km ha các bạn ha. Không có gì nói tiếc hết đó, cực kỳ đẹp. Đi thẳng vào trong ha, thẳng vào trong các bạn sẽ thấy một cái thác, một cái suối chảy như này. Đây là cái suối chính chảy từ trên núi này xuống chỗ cái thác lớn ở dưới kia ha các bạn ha. Đây à. Ok, đi theo mình các bạn. Bên đây sẽ có một cái view ngắm từ trên một cái thác lớn xuống dưới ha các bạn ha. Trong đây nó ít có để bạn hướng dẫn lắm nha các bạn. Các bạn phải đi theo người mà số đông người ta đi, muốn đến ngay cái chỗ đó đó thì các bạn đi theo ha, hay hoặc là hỏi mấy nhân viên chỗ đầu view đằng kia ha các bạn ha. Đây nè các bạn, vì tính ra trong đây nó nhiều cái để khám phá lắm ha các bạn ha, vẫn chưa hết nè. Mình đứng hồng hồng mình nghĩ ủa hết chưa ta, không biết hết chưa nữa, mình cái đi tiếp thì nó sẽ lòi ra những cái chỗ mình tham quan à. Nè, ok, cho các bạn qua xem cái view từ ở trên thác nhìn xuống ha. Ok, theo mình các bạn ơi, đây có thấy gì không? À đây nè các bạn ơi, đây các bạn, cũng chưa được thấy rõ gì mấy ha các bạn ha, cây nó che hết trơn rồi. Đâu các bạn đi theo mình qua bên đây thử coi. Ok, bên đây còn có lối đi qua nữa nè. Đây các bạn thấy mấy cái dòng nước nó chảy xuống không? Này các bạn. Nước trong cực kỳ trong luôn á, không lẽ mình ngồi xuống mình hóp một miếng uống nước chơi chứ các bạn. Trong quá thì trong luôn. Ok các bạn. Đây, mình đưa ra cho các bạn xem ha. Coi ở đây đi ra được không, để mình đi ra luôn nha các bạn.
tại chắc không có trơn gì mấy đâu. Ra đây xem nữa. Đây, quan đợi mình chút xíu. Mình đang đi ra luôn ha. Nước lạnh lắm các bạn. À, rồi đi ra luôn mà vẫn không thấy được cái ở dưới cái chân thác ha. Rồi. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Nước lạnh lắm, lạnh cực kỳ lạnh luôn. Để chúng họ để mình tìm chỗ nào nó nước nó trong trong mình uống một ngụm coi nó sao ha. Đây các bạn nhìn cái view này nè. Khá là đẹp nha các bạn ha. Tắm được ha. Lên độ cao gần 80 mét. Tắm. Đây các bạn thấy không? Đây nè. Còn có nhiều người tắm ở đây ha các bạn ha. Trên đây nước uống cá nó trong không mọi người. Các bạn tay lên trên đây tắm nhiều lắm ha. Rồi các bạn qua đây nữa ha. Nước cũng trong nữa nha các bạn ha, mà lạnh nữa. Ok các bạn ha. Em bạn gái Tây yêu đời quá ha. Vừa đi vừa hát. Rồi, mình nghĩ là chắc đây là kết thúc rồi đó các bạn. Chắc không còn ở đâu nữa đâu. Nhưng mà chưa biết được nha, để mình đi tìm tiếp đó. Coi có cái gì lạ mình qua ghi hình tiếp cho các bạn ha. Còn nếu mà các bạn thấy mình im luôn rồi các bạn biết là kết thúc video rồi đó. Ok thì mình đi tiếp ha. Đủ như cho chuối luôn. Từ cái chỗ mà cái thác to đó đó, các bạn đi tới xíu có một cái cầu thang sắt, cầu thang sắt giống như trang như gì nè các bạn ha. Do đi lên tầm ở chừng 80 mét đó các bạn, độ cao 80 mét đó, thì các bạn sẽ thấy một cái view nhìn tổng thể đó, cái thác nè, rồi hồ nè, rồi xung quanh núi gần rồi nè, các bạn nhìn tổng thể ha. Nhưng mà trên đây nó có cái hay là các bạn nhìn nè, nó làm những cái cầu treo đi ngang qua nè các bạn ha. Đó các bạn nhìn nè, đó mấy các bạn thấy cái cầu treo đi ngang không, thấy không ha. Ok các bạn đi theo mình ha, lên trển mình ngắm cái view tổng thể cái trên đây ha. Trên đây nó có phục vụ ăn uống với lại chơi zip line nha các bạn. Anh muốn có nhu cầu chơi zip line này. Thì ra là lên trên cao nhất ngay chỗ này là không có miễn phí các bạn ơi, phải mua vé nha. 30.000 kiếp nha các bạn. Nếu các bạn chơi zip line thì 25 đô ha. 25 đô thì tương đương với lại 600 mấy ngàn á hai các bạn ha. Còn nếu mà các bạn đi lên trên đây chỉ ngắm cái view toàn cảnh thôi là 30.000 kiếp ha. Đây. Mình tưởng đâu free chứ, ở nhà đâu lên cũng tốn 30.000 kiếp nữa. Mua vé xong ha các bạn ha. 30.000 kiếp. Rồi, thì mình lên trên đây ha. Thì cũng giống như mình nói, trên đây có bán cà phê, nước uống, đồ này nọ đầy đủ hết ha. Trên đây mình thấy đa số là bán mì gói nha. Còn mấy món của Lào hay là món nướng rồi nọ thì mình không biết có không nha.
Đây các bạn ơi, cho các bạn xem cái view tổng thể này ha. Wow, khá là đẹp nha. Nhưng mà mình không nhìn, không thấy cái thác nha, với lại mấy cái hồ ở dưới thôi các bạn ha. Đây các bạn, mình đang ở trên ngọn cây ha. Đây các bạn ơi, đây các bạn nhìn ở dưới nè. Đây bạn nào chơi zip line thì qua đây ha. Đó, bên đó chơi zip line ha. Mình sợ độ cao vừa thì mình không sợ nha bạn, nhưng mà độ cao này cao quá mình sợ dữ lắm nha. Này các bạn có thấy không? Wow. Wow, cũng khá là ghê nha mọi người. Lên có một cổng cáp bắc ngang qua nha, nhưng mà nó đi là nó nhúng nó lắc dữ lắm nha. Này các bạn thấy không? À. Cũng khá là sợ nha. Nhưng mà cái này thì không, đối với mình thì không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà đi theo cái vách núi ở giống như ở bên Trung Quốc thì mình sợ nha, mình không dám đi nha các bạn. Ok, để mình qua bên đây mình thấy coi mình nhìn thấy được có thác không ha mọi người ha. À, ở đây thì nó khá là cứng hơn ha. Vẫn chưa thấy cái thác luôn bà mọi người ơi. Ai chà. Đây, ở đây có thêm một cái cầu nữa ha các bạn ha. Mà nó dài hơn cầu nãy ha. Nè, các bạn thấy không? À, từ ở dưới mặt đất ở dưới đây nè. Mà cao lên trên đây cũng không có cao lắm các bạn ơi, khoảng tầm 30 mét là cùng à. À, các bạn ha, mà đi nó cũng nhúng dữ lắm nha các bạn. À, các bạn thấy không, đây cái cầu nó rung rinh luôn nữa. Theo mình nghĩ ở đây mình lên chỉ quay cái view với lại đi một cái những cái cầu mà bắt ngang qua vậy mà 30.000 kiếp thì chắc mình nghĩ không đáng đâu ha. À, các bạn có ai muốn thích thì lên, thì lên, còn không thôi không có lên thì thôi cũng không có cần ha các bạn ha. Còn bên đây là cái view ngắm từ vô rừng cây xanh rồi này nọ thôi, chứ đâu có gì đâu. Nếu muốn đỡ tốn tiền thì thôi khỏi phải bỏ 30.000 kiếp thì đứng ở dưới thôi cũng được các bạn, là đây cũng chả có gì. Còn nếu xác định là đi zip line thì nó đã bao gồm trong vé, thì mình đi zip line xong mình nên đem tham quan ở trên đây luôn ha. Ok, đây có mấy bé đây, check in rồi. Bé người Lào dễ thương lắm nha mọi người. Bé đang chụp hình đấy hồn, bé quay mặt qua mình quay cho các bạn xem ha. Nhanh đi quay qua. Trời ơi,